Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 147,62 triệu kWh điện, tương đương khoảng 2% lượng điện thương phẩm. Để hoàn thành mục tiêu này, công ty điện lực đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Trọng tâm là phối hợp với các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của khách hàng về sử dụng điện tiết kiệm. Phấn đấu tối thiểu có 2% tổng số hộ sử dụng điện tham gia các chương trình tiết kiệm điện. Các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm tối thiểu 5% sản lượng điện tiêu thụ một năm. Riêng các khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh một năm trở lên, Ban Quản lý khu cụm điểm công nghiệp sẽ thực hiện hiệu quả giải pháp điều hòa phụ tải, giãn kế hoạch sản xuất, dịch chuyển và ca sản xuất, giảm công suất giờ cao điểm để tiết kiệm ít nhất 2% sản lượng điện tiêu thụ một năm. Dự kiến nhu cầu sử dụng điện của tỉnh giai đoạn 2023-2025 là trên 7,3 tỷ kWh.